Hành trình hôm nay lại tiếp đón một cặp đôi vô cùng dễ thương, đang được rất nhiều khán giả quan tâm. Chào mừng ca sĩ Đinh Tiến Đạt và cô bạn gái Harry, cô gái mang hai dòng máu Việt Hàn đến với hành trình. Mình là Harry. Xin chào quý khách 24 giờ, tôi Tiến Đạt. Xin chào Harry và Đinh Tiến Đạt. Ngày hôm nay hai bạn đang đến với chương trình Lữ Khách 24 giờ. Nơi các bạn đang đứng đó chính là Ao Bà Om, một trong những cái địa danh nổi tiếng của thành phố Trà Vinh. Trước khi chúng ta bước vào cái thử thách dành cho cả hai bạn thì tôi sẽ nhắc lại một số câu hỏi và câu trả lời xem các bạn có cái sự tương đồng với nhau không nhé. Tên nhóm nhạc Harry từng tham gia. Nhóm Kiss. Kiss. Nơi hai người hẹn hò lần đầu tiên ở Việt Nam. Nha Trang. Nha Trang. Kỷ niệm ngày quen nhau. Ngày 29 tháng 9 năm 2007. Ngày 27 tháng 9 năm 2007. Nói lộn. Đúng rồi, Harry nói lộn. Nếu như ngày hôm nay hai bạn sẽ trở thành hai người thi đấu đối kháng với nhau thì các bạn có quyết tâm giành được lá cờ chiến thắng hay không? Có chứ, thi là thi à. Thắng là phải giành. Anh ta phải nhường cho bạn gái chứ. Nói sai ngày là không nhường nữa. Ô, bà này vô gì. Hai bạn hãy chọn phong bì thử thách của mình. Hai bạn sẽ cùng nhau trở thành một đội chơi và vượt qua thử thách thứ nhất. Nếu vượt qua được thì mỗi bạn đều nhận được lá cờ chiến thắng. Vợ chồng nghệ nhân Lâm Phen ở ấp 3CA, xã Lương Hòa, Châu Thành, Trà Vinh là một đội vợ chồng nổi tiếng khi chú là nghệ nhân chuyên làm mặt nạ, kịch, hát, khmer và vợ chú là người chuyên làm cống dẹp trong lễ hội truyền thống Ok Om Phok. Bây giờ các bạn hãy đến nhà chú để cùng nhau tìm hiểu hai ngành nghề này. Harry dễ dàng gây ấn tượng vì khả năng nói chuyện sinh động. Ngay khi biết chỉ có một chiếc xe cho cả hai, cô nàng liền thốt lên. Lãng mạn. Tiền ăn đâu em giữ luôn cho. Thôi. Yeah. Và dĩ nhiên, cười rất tươi khi được người yêu chờ tại một khung cảnh thơ mộng thế này. Mệt. Sông sáng, thành phong, soi đỏ, lãng mạn, không mệt gì hết. Cua. Nó nhanh nhờ. Nó nhanh đấy. Con bò kìa. Em là tội con bò. Chú ơi, ấp 3 xe ở đâu chú? Ở đây. Rồi, cảm ơn. Cô cho con hỏi, cô biết nhà chú Lâm Phen không? Trong đường này, con vô đường này. Đường này. À, nhiêu một bịch cô? 5.000, 3.000. Cho con 2 bịch 3.000. Cái này là anh bao cho em phải không? À. Dường như chẳng lo lắng gì về việc tìm kiếm nhà chú Lâm Phen. Cả hai ngay lập tức tự thưởng cho mình món chè đá mát lạnh. Thôi, tặng cô mấy cái kẹo mà. Cô bán nhiều nha cô. Bye cô. Đi cô. Ô, ông hỏi đi. Đây phải nhà chú Lâm Phe không chú? Rồi, đúng rồi em. Chào cô chú. Chào chú ạ. Cô cái này làm trong dịp nào mình diễn cô? Đầu năm nay ra cột mưa. Cái này mình làm bằng vé số cắt ra chú hay là? Cắt khoảng 10 lớp. Vé số rồi mình mổ ra. Mổ ra rồi mình hàng lại mình dán 2 lớp nữa. Keo gì chú? Đầu tiên là bột nếp. Rồi mới lấy nước sơn, dầu á. Sơn một bận. Dạ. Yeah. Nếu mà sơn bê trực tiếp thì nó bị răng nứt. Trước khi sơn mình phải gắn qua răng. Mặt này cũng như là chằn trồng riệp là cũng như chúa chằn vô chằn chứ. À. Cái này là Combica, em ruột của ông này. À.
em ruột của ông này, nhưng mà này là tướng quân mà này hung dữ lắm. Dạ. Nó bởi vậy hạ miệng á. Đây là nói về có ông gì? Gọi là rít cũng được, mà gọi là phi phép cũng được. Muốn đi đánh giặc ở đâu thì nhờ ông này, ông coi bói này. À, ông thầy coi bói à? Anh đã đối một lần trước kia. Đối thử được không ạ? Được. Dạ. Rồi, thầy đổi cái nào? Cái này. Này hả? Em muốn cái này. Cái này là coi bói à thầy? Thưa thầy, em chừng nào có thể lấy chồng được thầy? Con không lấy được ai, chỉ lấy được ta thôi. Cái gì? Hả? Con này kỳ cục quá nhờ. Tìm nữ đổi. Nữ đổi cho nó có cái này nè. À, đó cái này đẹp hơn nè. Đây ha, đẹp không? Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Harry thích thú chọn chiếc mũ nàng Sera đội lên đầu, rồi sau đó lại thử điệu nhảy của người dân tộc Chăm. Dân tộc á, nhờ cái giỏ. Dạ. Dạ, dạ. Bạn hãy dùng 50.000 của chương trình cung cấp đi đến các nhà dân thu mua đủ số vé số cũ để làm được một cái mặt nạ. Trong vòng 20 phút mà bạn không thực hiện được thử thách thì bạn được phép thuyết phục Harry đổi phong bì thử thách. Thời gian thực hiện vẫn được tiếp tục tính cho mỗi người. Lúc đó bạn chỉ còn 10 phút để tiếp tục hoàn thành thử thách của Harry. Bạn phải mang 5 loại mão đi hỏi những người dân bất kỳ tên gọi đúng của 5 loại này. Nếu hoàn thành xong trước, bạn được phép hỗ trợ Tiến Đạt trong việc đi xin vé số cũ. Chú, cái số lượng vé số mà để làm được một cái mão nhỏ nhất này. Cái này khoảng 500. Dạ. Vậy cái này 500 là được đúng không chú? 500 tờ. 500 trả lời. Bắt đầu. Ok, đi. Đi lên đi, lên nhanh, chân, nhanh chân. Anh chờ em đi, kết thúc bên kia. Tuy mỗi người phải làm thử thách khác nhau, nhưng dường như Harry chẳng chịu để bạn trai rời mình nửa bước. Em. Không có ai hết nhỉ? Đây quán cà phê hả? Chưa bán cái số cũ không? Mấy tờ? Nhiều luôn. Vậy là không có. Giờ có mấy tờ? 2-3 tờ. Thôi cho em cũng được. Giờ ở đây có chỗ nào bán cái số cũ không? Em mua đi. Tới lúc này, khi việc chỉ có một chiếc xe đạp, quả là khó khăn cho cả hai trong việc di chuyển vì hai bên đường chỉ toàn đồng không. Chỉ mới có một tờ vé số trên tổng số 400 tờ. Anh có biết nhân vật này là nhân vật gì không ạ? Cảm ơn ạ. Harry đã may mắn có được một người đoán trúng. Cô gái mừng rỡ và phấn khởi hơn trong việc đi hỏi tên những chiếc mão tiếp theo. Phục giặc. Cảm ơn chị. Cô ơi, cô có biết nhân vật này là nhân vật gì không ạ? Cô biết tên không ạ? Cái này tên là... Coi bộ người dân ở đây cũng không am hiểu về nhiều tính cách nhân vật của người dân tộc Khmer. Anh chàng này thì tự nhận luôn là mình. Dốc. Dốc. Không biết. À không biết ạ. À vâng. Chị có bán vé số cũ không? Vé số chưa dò rồi á. Có cho con không được. Cô chỗ nào bán vé số nhiều cô? À. Dạ con cảm ơn. Quyết định để Harry ở lại và nhanh chóng đạp xe chạy đi tìm những người thu mua vé số cũ. Rõ ràng để kiếm được 400 tờ vé số trong vòng 20 phút quả là một thử thách không dễ vượt qua. Em cảm ơn. Có vé số cũ không? Chú ơi, nhà có vé số cũ không vô? Nếu có em mua. Nhà mình có vé số cũ không chị? Cũ. Dạ, mua vé số cũ có không? Cũ đâu có, lượm một bạc để bán được. Giờ có không? Ai có mua? Dạ không có đó. Đâu có lại mua không? Dạ, mua về dán tường. Không biết. Có vé số cũ không cô? Cũ xài rồi. Tên là Mỹ á. Mỹ? À, Mỹ. Có một thông tin khá mong manh, Tiến Đạt không ngần ngại dò tung tích. Mỹ con cô Liễu. Cô ơi, cô có biết nhân vật này là nhân vật gì không ạ?
Harry gặp ngay những người dân là người Khmer, hy vọng họ sẽ nói đúng tên các nhân vật. Thế Pipek nó làm cái gì hả cô? Ồ, thế chị có biết cái nhân vật nào tên không ạ? Không biết luôn. Cô biết chút xíu cũng được. Sự xuất hiện của cô gái người Hàn phát âm tiếng Việt vô cùng lưu loát đã thu hút được những người dân sống gần đây. Chị có biết không ạ? Không biết. Cô có biết tên này không ạ? Tên này anh em rất nè. Cảm ơn cô. Đây là Nê Căng đi. Nê Căng. Cảm ơn ạ. Cảm ơn cô. Ota. Đã đúng 4 cái tên. Harry nhanh chóng đi tìm đáp án cho chiếc mão cuối cùng. Trong khi đó, anh bạn trai của cô có bán vé số cũ không vậy? Vé số cũ. Giờ rồi á. Biết bé Mỹ con cô Liễu bán thịt heo không? Đâu? Dạ rồi, cảm ơn chị. Bé Mỹ con cô Liễu là ai? Em có biết không? Dạ. Tại cô Liễu nói ra đây xin bé Mỹ mấy tờ vé số cũ á, một sấp á. Dạ, vé số cũ chú. Quá may mắn, anh chàng vào ngay ngôi nhà có cậu bé, chuyên thu gom vé số cũ. Xin chào. Chú ơi, cô chú có biết con này, nhân vật này là nhân vật gì không ạ? Hoàn thành nhiệm vụ. Dạ, con cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Bạn đã hoàn thành thử thách trong 19 phút 22 giây. Oh yeah. Đến lúc này, có lẽ khán giả đang bị ấn tượng với Harry bởi giọng cười vô cùng hồn nhiên và sảng khoái của cô. Hết chỗ đó cũng được, con mua lại hết chỗ đó cho. Con mua lại hết chỗ này được không? Cho con gửi 20 tiền, coi như tiền. Dường như alo, quên mất phải nhanh chóng quay về nhà chú Lâm Phen. Cặp đôi này lại ngay lập tức rồi. Liên lạc ngay. Upa xong rồi á? Upa giỏi thế. Để anh quay về. Quay lại chỗ này nhá. Chú gửi kẹo xương gôm cho con nha. Nha. Được không? Rồi, bye bye mọi người, cảm ơn. Bây giờ thì huy động tất cả cùng đếm vé số với mình. Chỉ cần thiếu một tờ, coi như Tiến Đạt sẽ thất bại ở thử thách này. Hơn 400 tờ. Đâu, chỗ này là hết 100 nè. Chỗ này là gấp 3 lần cái chỗ này. Chúc mừng cả hai bạn đã giành được lá cờ đầu tiên của chương trình. Chúc mừng cả hai đã giành được lá cờ ở thử thách đầu tiên. Con cảm ơn cô chú dành thời gian chỉ cho con biết cái truyền thống của người Khmer. Con cũng có ít quà của chương trình gửi tặng cho cô chú. Cảm ơn cô chú ạ. Bây giờ hai bạn hãy đến chùa Hang, xã Đa Lộc, thị trấn Châu Thành, Trà Vinh tìm gặp chị Son, cán bộ phòng bảo tàng, bảo tồn văn hóa của thị trấn Châu Thành để nhận các nhiệm vụ của thử thách 2. Hai thực hiện xong các nhiệm vụ trước sẽ nhận cờ chiến thắng. Thưa anh, đây là trụ trì Thạch Xuân, chùa Công Tông Nikrot. Công Tông Nikrot. Hay còn gọi là chùa Hang. Anh đây là nghệ sĩ Tiến Đạt, còn mình là Henry. Chùa này mình xây bao lâu rồi thầy? 1637. Nhưng mà cái này là trùng tu lại. Mấy giờ là mấy thầy phải đi nghỉ và tụng kinh? Sáng 4 giờ thức dậy. Dạ. Thức dậy tụng kinh, 5 giờ rưỡi. Rồi như là vệ sinh, quét rác rồi đó. Dạ. Rồi 6 giờ dùng cháo, điểm tâm á. Dạ. Rồi tới 7 giờ vô học. Vô học tới 10 giờ đi khách thực. Dạ. Khách thực thì dùng cái nghỉ trưa chút. 1 giờ rưỡi vô học hoặc lao động. Dạ. Vậy đó. Thì 5 giờ bắt đầu đi tinh tụng kinh đây nữa. Còn mấy cái này là ý nghĩa gì nè? Hoa văn. Hoa văn. Hoa văn. Trong vòng 15 phút, các bạn phải học với sư cả và chị Son để thuộc lòng danh từ Khmer, miêu tả 6 tư thế của tượng Phật Thích Ca được thờ phụng trong chùa. Sau đó trong vòng 6 phút, bạn phải đọc lại đúng 6 danh từ đó thì mới nhận được nhiệm vụ 2. Cứ đọc sai một tên thì bạn phải ngừng lại để người chơi kia đọc trước và sau đó phải đọc lại từ đầu. Dạ, 6 cái tư thế đó là cái gì sư? Cái tư thế thiết pháp, niết bàn, thành đạo,
hoặc là đi khất thực ra đó, sư sẽ chỉ và quản lý Khmer. 15 số 2 bạn bắt đầu. Đảng xanh đen. Đảng xanh. Thông Pơ Sốt. Thông Pơ Sốt. Thành đạo nè. Tà Tinh. Tà Tinh. Thế Pháp. Thế Pháp. Thế Sơn Na. Thứ tư, khó khăn. Quả là một thử thách khó khăn cho Hari khi vừa phải nhớ tiếng Việt của các từ rồi chuyển sang nhớ tiếng Khmer. Samathik là ngồi thiền, rồi nhớ được có chữ đó. Rồi mấy cái kia bạc tà lung gì đó rồi không nhớ rồi. Trong bên là bạc. Tê Sa Na. À, của em. Thôi, Vũ Duyên. Đây, để anh viết lại cho. Dễ dàng thấy anh chàng này luôn nhường nhịn cho bạn gái. Thông Vát Sơ, Đạo Đà Đinh, Sa Ma Thiệt, Bảo Hạnh, Thơ Thu Cật. Cố gắng nha. Em trước hả? Em xem trước à? Ok. Có các cái này không? Áo, đẹp quá. Nhưng giờ hãy xem Hari trổ tài về khả năng ghi nhớ của mình. Trà Đinh, Thê Sa Na, Samathik, Trong Bina Bạc, Tô Thúc Cà Rìa. Chọc quê Tiến Đạt dường như là một niềm vui với Hari. Cô gái nhanh chóng nhận ra nhiệm vụ tiếp theo. Xin cảm ơn. À, đảng xanh là Thông Pơ Sót. Thành đạo là Trà Đinh. À, thức thực là Thê Sa Na. Thức thực là không ơi. Trong Bình Nà Bạc là thức thực. Phí pháp là các bạn phải tìm sau bức tượng điều khắc gỗ có tên thường gọi như sao cửu long, tứ hùng Phật trong rừng Palay Đại Gia Cát, 12 con giáp cao hoa long tứ linh. Hãy đáp cho đúng các câu trong mật thư để tìm được cây cò. Chương trình đã được giấu tại vị trí đã được ám chỉ, sau đó quay trở lại tượng rắn bãi đầu để được công nhận chiến thắng. Từ những cây cổ thụ bị tàn phá, sư cả nghĩ rằng nếu được bàn tay tài hoa của các nghệ nhân khắc gỗ điểm xuyết, chắc chắn nó sẽ trở thành những tác phẩm nghệ thuật quý giá. Từ ý nghĩ đó, sư cả đã tìm cách mời anh Thạch Bùi, một nghệ nhân khắc gỗ nổi tiếng quê ở Vĩnh Long, về chùa mở lớp dạy nghề cho các sư sãi và các thanh niên có năng khiếu. Những tác phẩm điêu khắc ở chùa rất đa dạng và phong phú. Hari không biết là cửu long là cái gì, tứ hùng là cái gì, Phật trong rừng Palay Cả Gia Cát là cái gì. Chỉ có biết là 12 con giáp thôi. Rất là bất công cho người nước ngoài nhờ. Hari đã bắt đầu di chuyển qua khu chánh điện. Ô, nhìn cô, cái này là hình như là 19 con rồng. À, thì ra là vậy. Con rồng ơi, bức thù ở đâu như con rồng. Ôi giời ơi, cái này là một thư. À đây, cửu long. Tu hùng là cái gì à? Nhất điểu nhị ngư tam xà tứ tượng. Bốn con. Phật trong rừng Palayakat. Xin lỗi, cho mình hỏi. Phật trong rừng Palayakat là đâu ạ? Ôi mô. Ôi, tất cả. Cái nước tiểu như ngư tam sạc. Đây, 12 con giáp. Thưa thầy, 12 con giáp ở đâu ạ? Bên này có, bên kia cũng có. Bên đây cũng có và bên kia cũng có. Phật trong rừng là Phật Thích Ca. Tiến Đạt nhanh chóng ráp những dữ liệu đầu tiên mình có. Ở hướng 3 giờ nhìn từ chánh điện.
cả khu rừng đùng đỉnh. Làm sao mà biết được khi không biết cây cờ nằm ở hướng nào? Sự hấp tấp đã khiến anh chậm chân hơn Harry trong việc tìm mật thư. Harry vẫn đang tìm đúng từng mật thư, không hề biết Tiến Đạt đã chạy ra ngoài khu vực có lá cờ. Tìm máy mà không có nhỉ? Rồi sau đó là cá hoa long. Con nghe con rắn trở thành con rồng thì nghe, nhưng mà con cóc trở thành con rồng thì chưa nghe. Cái đó là cái gì nhỉ? Trở thành con rồng. Ai ngủ? Ông mày à? Tứ linh, bốn con, bốn con linh là gì? Thấy rồi. Bye bye cục cưng. Giờ thì biết lá cờ nằm trên cây đùng đỉnh, nhưng còn một dữ liệu duy nhất bị thiếu. Đúng rồi, thiếu một cái. Trên cây đùng đỉnh. Lá cờ trên cây đùng đỉnh. Con rồng, con chim, chim. Ai của chẳng thấy gì cả. Con rùa. Ồ, con rùa ơi, mật thư đâu? Ôi cô, trời ơi. Và Harry đã tìm được mật thư cuối cùng. Hãy rắp cho đúng các câu trong mật thư để tìm được cây cờ. Cá hóa long, cá hóa long. Đây. Đã có dữ liệu cuối cùng, anh chàng nhanh chóng chạy lại khu rừng. Với thử thách này, Tiến Đạt đã phải chạy đi chạy lại tới 3 lần. Lá cờ trên cây đủng đỉnh. Ai cô, đầu đất. Ồ, đây là cái hố theo hướng 12 giờ. Cây đủng đỉnh, có hoa. Cây đủng đỉnh là cây nào? Đây rồi. Anh chàng này quả là người may mắn. Giờ thì lại ung dung đợi Harry tìm đến. Xin chào cục cưng. Nếu Harry biết Tiến Đạt đang giữ cây cờ mà anh vẫn chưa chạm đích đến, cô có quyền đoạt lá cờ trên tay bạn trai. Harry đã phát hiện ra Đạt có lá cờ. Cuối cùng thì Tiến Đạt đã chạm đích trước, nhưng ngay sau đó. Sao lại cười? Em đâu có làm như đâu mà cười. Tiến Đạt đã là người tìm ra lá cờ và chạm đích đầu tiên. Chúc mừng anh đã giành được lá cờ chiến thắng. Hai bạn đã sẵn sàng bước vào thách cuối cùng chưa? Sẵn sàng. Bây giờ bạn hãy xin tá túc tại một ngôi nhà bất kỳ nằm tại ấp Ba Xe A, xã Lương Hòa, Châu Thành, Trà Vinh. Bạn không được phép lấy lý do đang tham gia chương trình để xin ở lại. Sự xuất hiện của một cô gái người Hàn nói tiếng Việt khá sành sỏi không khỏi khiến người đối diện vô cùng bất ngờ và thích thú. Em tên là Harry, em người nước ngoài, em muốn tại vì em cũng muốn biết Việt Nam văn hóa và phong tục nó như thế nào, cho nên em có thể ngủ nhờ tại nhà chị có được không ạ? Nhà hả? Vâng. Dạ không được. Không được cô. Dạ. Rồi bây giờ cảm ơn chị. Với kinh nghiệm lần thứ hai trở lại với lữ khách 24 giờ, Tiến Đạt tỏ ra khá ung dung.
Em ơi, cho anh hỏi cái. Anh đang đi show á, thì buổi tối cho anh ngủ nhờ một đêm đây được. Hỏi ba đi, chỗ nào trống cũng được, ngoài hiên cũng được. Hả? Nhà đây em ở với hai ông già. Rồi để hỏi chú này. Chú, hai con đang tham gia một trò chơi á, thì con định xin ngủ nhờ một đêm ở ấp của mình được không? Quay cảnh sinh hoạt của con và của gia đình. Rồi mấy chú ở đâu? Dạ, trên thành phố. Rồi làm bên gì? Mấy chú làm bên gì? Dạ, đây là một cái chương trình truyền hình thôi. Hỏi như này. Dạ, xin chào cô. Dạ, em tên là Harry, em người Hàn Quốc. Em muốn biết về cái văn hóa phong tục Việt Nam, cho nên hôm nay em có thể ngủ nhờ nhà cô có được không ạ? Chỉ có một đêm thôi, có được không cô? Kể vô hả, nhà có nhà đây. À, thế thì... Nhà chị ở xa. À, vâng ạ, dạ. Cho chị, em có thể nói chuyện với chị một chút xíu được không ạ? Em có thể ngủ nhờ một đêm được không ạ? Chỉ có cần một khúc nhỏ là được rồi ạ. À, thế chừng nào mới về ạ chị? Không biết. À, rồi em biết rồi, cảm ơn. Cô cho ngủ nhờ một đêm được không cô? Dạ. Dạ, ông ấy. Không nào. Trưởng ban nhân dân ấp sáng bên đây nè. Thì em định xin ngủ nhờ một đêm á, không biết gia có được không? Anh đi vô trong kia có nhà mấy ngày cái bờ nè. Thì em biết cô có con ngủ qua đêm được một đêm không? Nhà cũng chật. Dường như người dân nơi mảnh đất Trà Vinh khá e dè, hỏi đến ai cũng ngượng ngùng, chỉ sang nhà bên cạnh. Người dân sống ở nơi đây chủ yếu là người Khmer chiếm khá đông. Đâu rồi? Chào cô, con định xin ngủ nhờ một đêm có được không cô? Hả? Tụi con đang làm chương trình thì cũng muốn xin... Đi vô nhà chính quyền đi. Nhà chính quyền nhà nào cô? Nhà cửa đen đó, đi vô. Chị... Tình hình bên Harry cũng không khá hơn. Cô gái vẫn đang tiếp tục. Em tên là Harry, em là người Hàn Quốc. Và em muốn hỏi thăm về... Em cũng muốn hỏi thăm về nhà chị như thế nào. Và em muốn repeat văn hóa và phong tục của Việt Nam nó như thế nào đó chị. Thì em có thể ở lại đây được không ạ? Cái này là cửa nhà cửa hàng của chị. À, thế là nhà của chị là phía sau à? Tại vì cái vùng này chị Vin Trà Vin. Đúng rồi, thằng chặt một chân. Em là Hoa Liêu. À, chị ơi, thế thì tối nay em có thể ở nhà chị, xong rồi có thể nói chuyện cả đêm luôn có được không? Em lên khách sạn. Dạ, tại vì khách sạn thì nhiều khi khách sạn người ta làm ăn, người ta rất là bận rộn, không có nói chuyện được gì hết. Chị cũng không có, như là cũng bận rộn chút mà chị phải đi chợ, chị đi lấy hàng gì. Chị lấy bà, em có thể giúp được chị và có thể, như vậy thì không được ạ chị. Tưởng chừng như sự thân thiện vừa rồi sẽ dễ dàng nhận được cái gật đầu nơi chị gái, nhưng rất tiếc Harry vẫn cần thêm một chút sự may mắn nữa. Có ai? Chú ơi, không có ai. Chị, nhà chú Mai nhà nào chị? Nhà cửa đen á. À, có khá nhiều người chỉ đến ngôi nhà chú Mai, có lẽ Tiến Đạt sẽ nhận được cái gật đầu ở ngôi nhà này chăng? Là phải xin ngủ nhờ một nhà người dân thì có cho con ngủ qua đêm một đêm quay cảnh sinh hoạt gia đình nữa. Không được à? Dạ, không được vô nhà trọ ngủ. Con là phải xin được người dân chấp thuận ngủ chỗ nào cũng được hết. Dạ, con chào chú Mai. Dạ, con thực hiện. Chào cô. Dạ, tại vì em tên là Harry. Dạ, em người nước ngoài, em người Hàn Quốc. Dạ, chị thấy chăng?
chào chị. Tại vì em đang tìm hiểu về cái văn hóa phong tục của Việt Nam nó như thế nào. Phóng viên hả? Phóng viên, sinh viên ạ. Hôm nay em có thể ngủ nhờ chị một đêm rồi nói chuyện với chị lâu dài hơn được không chị? Được ạ. À, chị chọn chị. Nhưng mà sáng sớm chị đi ra ngoài ạ? Đúng rồi. Thế chồng chị cũng đi ra ngoài? Cũng như lúc mình giáo viên. Dạ, chị là giáo viên. Đúng vậy. À. Nên nhiều lúc cái sinh hoạt của mình á, sáng sớm mình đã đi rồi. À. Và tới trưa mình mới về chung một lúc thôi, rồi một lúc mình phải đi về trường nữa. À. Nên mình không có thời gian nhiều ở nhà thôi. À, vâng ạ. À. Ôi, cảm ơn chị nhiều. Trời ơi, phải tìm nhà khác rồi. Thông cảm ơn. Dạ, không có chị ạ. Cái này là viết bài thu hoạch nè. Thầy em cảm ơn chị ạ. Dạ, chị ạ. Dạ. Chào chú. Vô đây gì không? Dạ có. Cho ngủ nhờ một đêm. Lời tới. Chú ở đâu? Con trên thành phố xuống. Sao mà xin nghỉ ở đêm? Tại vì trong cái thử thách là con phải xin được người dân chấp thuận cho ngủ một đêm. Có được không chú? Nhà cái công chuyện nó lu bu cái nhiều chỗ, nhiều cái gì quá mình nghỉ rồi chắc không được rồi. Để coi không được hả chú? Rồi thông cảm đi nha. Dạ rồi thôi con cảm ơn chú. Trời đã chuyển tối rất nhanh. Nhiệt huyết của Harry và Đinh Tiến Đạt cũng đang hạ nhiệt đi khá nhiều sau một ngày dài trải qua cả ba thử thách. Như thế nào cho nên em đang ra ngoài đường rồi thăm gia đình như thế nào, và nếu được thì em muốn ở lại đây rồi nói chuyện với cô chú và các em rồi để biết về Việt Nam nhiều hơn. Chú bên này cũng có nhậu rồi bên này là đám á, cái ngủ tự nhiên nhưng mà mai hả phỏng vấn bữa nay chú cũng nhiều quá rồi á, có nhậu rồi á, có nó thi cho con. Dạ, con cũng tiếng Việt biết một chút thôi. Cháu hỏi sao làm dâu chú có tài. Hôm nay à? Bọn ở bây giờ. Rồi đó bây giờ 2 tháng 8 á, cô đi đêm mai đi vậy. À dạ vâng, dạ cảm ơn chú nhiều ạ. Dạ em chào cô, con chào cô ạ. Con tên là Harry. Dạ con người Hàn Quốc. Dạ. Rất vui được gặp cô ạ. Harry đã được cho ở lại. Tiến Đạt vẫn còn đang rất khó khăn trong việc hỏi xin. Con chỉ cần ngoài này thôi. Chú gì con ngoài hiên này cũng được nữa, không cần phải vô nhà. Dạ miễn chấp nhận cho tụi con qua đêm tại trong khu vực của nhà chú là được. Dạ vui mừng vì đã được chấp thuận, không phạm quy ở ngôi nhà này khi không nói lý do đang tham gia chương trình. Bây giờ bạn hãy xin tá túc tại một ngôi nhà bất kỳ nằm tại ấp 3C A, xã Lương Hòa, Châu Thành, Trà Vinh. Ấp 3C B, xã Lương Hòa. 3C A mới được. Đây B rồi hả chú? 3C B. Chết rồi, không được. Khác hẳn với hình tượng sôi nổi, hoạt bát trên sân khấu, Đinh Tiến Đạt ở ngoài đời rõ ràng là một anh chàng vô cùng kiệm lời, cho dù bất cứ tình huống gì xảy ra. Mặt trời tung tầng lan dài sao y lên thon. Nhỏ em mới gửi về à, thứ năm út. Thứ năm à, út là thứ sáu không? Thứ sáu. Thì chưa có sáu đứa con à? Đây là thứ năm. Mà thứ năm nhỏ này nghe. Thứ hai, thứ ba, thứ năm. À, Việt Nam là không phải thứ nhất, thứ hai, thứ ba. À, nói lại được biết thêm cách xưng hô của người dân miền Nam, thông tin này dường như khá mới mẻ với cô gái. Rất là lạ lùng và rất là làm cho Harry thắc mắc nhiều thứ. Và đây là một nhân dịp có thể Harry biết được Việt Nam rất là nhiều. Và Harry có thể tìm hiểu được cái vùng này cho nên Harry rất là vui. Cho em ngủ nhờ một đêm ở đây được không? Góc nào cũng được. Rồi xong sáng bắt em làm việc. Đi nãy chú kia cho rồi mà không đúng cái địa chỉ mà yêu cầu.
phải khu 3CA mới được. 3CA là trong này. Đây. Đây cũng ấp A luôn. À, nếu anh cho phép đi, em ngủ ngoài hiên này cũng được nè. Hả? Được không? Nếu mà thích thì được. Dạ. Rồi. Thế anh và anh nói cho em cái địa chỉ với lại cái ấp. Đây 3CA của xã Lương Hòa. Dạ. Rồi, anh đồng ý. Alo. À, em mới ngủ được, ngủ nhờ được một nhà. Anh ta thì làm anh sao được rồi? Anh ta thì làm nhanh quá nhờ. Ờ, hồi nãy xin được một nhà rồi nhưng mà không phải địa chỉ trong thư yêu cầu. Mà à, bây giờ mới xin lại được. Thế à, em thì nãy giờ thì xin có trời luôn mà bây giờ mới được ấy. Ờ, thôi bây giờ để anh nói chuyện với anh, để anh cho anh ngủ một góc nào đó là xong rồi. Rồi, sáng bắt đầu lao động. Ok. Ok, bye bye. Để ngủ đi đâu cái gì? Ở trần vậy trời đừng quay. Chú mắc cỡ. Còn ngủ đi không sao đâu. Dạ. Ba này không sao đâu. Dạ rồi. Không cảm rồi. Dạ rồi, cảm ơn chú. Cô ơi, cái này là nước gì hả cô? À, cái này là nước lèo. À, nước lèo là cái này. Cái này là con gà. Một đống, à, con vịt à chị? Một đống vịt. Wow. Ủa, cái này là bò vịt à chị? Bò kho vịt, à không phải chứ. Vịt kho. Dạ. Vịt tiềm. Trái ngược hẳn với cô bạn gái, Tiến Đạt đến xin ở trọ khi cả gia đình đều đã ăn tối. Anh được chú dẫn ra ngoài thưởng thức món bún nước lèo nổi tiếng ở Trà Vinh. Là... theo ai? Nó cộng cái này mới nó ngon. Ngoài bún nước lèo là mình còn bún chả giò. À, bún chả giò. Còn gì đặc sản nữa không chú? Bánh canh giò heo nè. Canh giò heo. Bánh tép cà cua. Cà cua. Thế Harry gặp được may mắn mới ăn được nhiều món nhiều vậy. Cái này gọi là bún nước lèo. Bún nước lèo. Cái này gọi là bún nước lèo. Cô chú là kết hôn là mấy năm rồi? Năm 78. Tôi 57 tuổi đời rồi, còn trẻ đó. Rồi 56. Con chị năm nay cũng được 28 tuổi rồi, nhưng mà chưa có chồng. Được ở trọ lại gia đình chú Soát cô thêm, Harry đã vô cùng thích thú khi được thưởng thức những món ăn đậm chất dân dã, được học thêm nhiều từ mới, được hiểu thêm những nét văn hóa của những gia đình người dân Nam Bộ. Cuộc sống của họ vốn bình dị qua cách nói chuyện, qua cái nếp nhà họ sinh hoạt trong mắt cô gái sống nơi thành thị. Thì đây quả là một trải nghiệm thú vị mà cô may mắn được nếm thử. Sau khi được thưởng thức món ăn đặc trưng nơi đây, Tiến Đạt được anh chủ nhà dẫn qua nhà bố mẹ ruột của anh để nghỉ lại. Trong một buổi tối mà anh chàng lại có thể làm quen với cả hai gia đình. Cái này kêu bằng bùa may mắn. À, này là bùa của người Khmer. Khmer à? Từ xưa đến nay cái vậy á. Hả? Ai mà lên nhà mới á, là phải có. Có. À. Rồi xuống đi dinh đây mấy ngày rồi. Sáng sớm nay làm chương trình này lâu rồi. Có coi chương trình lữ khách 24 giờ. Coi với lại HTV đó. Đúng rồi. Coi mấy ngày. Hả? Đó, đi xin ngủ nhờ là khó xin nhất. Thanh niên người Khmer trước khi trưởng thành thường đến chùa tu học để trau dồi đức hạnh và kiến thức. Hiện nay ở Nam Bộ có trên 400 ngôi chùa Khmer, nhà chùa thường dạy kinh nghiệm sản xuất, dạy chữ Khmer. Harry chuẩn bị giấc ngủ cho mình bằng một chiếc gối hơi du lịch. Anh Đạt biết Harry hôm nay ngủ của nhà người dân cho nên anh Đạt tặng luôn. Hôm nay anh Đạt tặng cho Harry luôn. Em suy nghĩ là anh Đạt không phải là cố tính để tặng cho em, tặng cho Harry, mà là tự nhiên trong gió nó tự nhiên đột xuất có cái này, xong rồi là chắc cho luôn, chứ không phải là như vậy. Tại vì anh Đạt là không bao giờ chu đáo hết, nó tự nhiên lỡ ra nó có gì rồi thì cho luôn. Giống như là anh suy nghĩ đến cho em như vậy, nhưng mà thực tế là không phải. Quen nhau sau năm mới Harry biết được điều đó.
con mời xin ôm ạ. Chúc chú ngủ ngon ạ. Con cũng đi lên đi ngủ luôn ạ. Vâng. Cảm ơn. Dạ vâng ạ, cảm ơn ạ. Hôm nay Harry được khen, vui vui. Thôi chúc ngủ ngon. Con bây giờ tên đi mua đồ ăn sáng cho chú và con. Thì chú thích ăn cái gì ạ? Cơm dĩa được rồi, cơm dĩa. Thịt nướng á. Thịt nướng? À, là cơm thịt nướng à? Dạ. À, ủa, thế cái đó bán ở đâu chứ? Chợ, hỏi là bán. Trong chợ, trong chợ, vâng. Muốn tự mình đi chợ mua đồ ăn sáng, đồng thời tìm hiểu khu chợ miền quê sẽ như thế nào? Chị ơi, cho em cơm sườn bì và... À, cơm sườn bì là nhiêu chị? 18 ngàn. Bánh canh thì nhiêu? Bánh canh cũng 18. Cho em một phần cơm sườn bì rồi một phần bánh canh. Hoàn thành nhiệm vụ. Cái này là những cái đĩa mà nhạc của Campuchia hết. Cô nghĩ là đĩa nào là nhận được nhất thì con mua cái đó. Số 33. Rồi, cho con cái này. Tài sản cuối cùng mất rồi. Đây, cô có 10 ngàn lấy. Chị cái này là bánh gì chị? Bánh khọt. Em cũng muốn ăn thử mà bây giờ em hết sạch tiền em ăn được. Tiền ăn đâu em giữ luôn cho. Thôi. Chờ có gì là em từ sau em nhân có dịp thì em đến đây em ghé qua ăn. Cái này là một phần là bao nhiêu cô? Có 5 ngàn à. 5 ngàn đó. Mới mua đĩa hết sạch 10 ngàn rồi. À, uống quá. Cảm ơn chị, bánh đắt nha chị. Chú ơi, mấy bài này chú đã từng nghe lần nào chưa chú? Có. À, chưa có nghe. À, thế là bài cũng quen thuộc với chú. Những đứa trẻ trong nhà khá e dè khi trông thấy vị khách lạ. Ở nơi đây, việc có những vị khách từ Sài Gòn ghé tới không phải là những việc diễn ra thường xuyên. Hai dưới hồ nước nó bị bò tắm xong rồi nó với cân cho khô. Sao cười? Hiểu không? Ồ, con lần đầu tiên xem cái cây mía. Ồ. Ông mà nhìn thôi là đấy thấy khó quá. Đúng là không dễ. Kiếm tiền nó khó quá cô à. Đúng là nó không dễ nhưng mà nghĩ. Đầu của con thì nó hiểu. Nhưng mà cái tay của con nó làm nó không đúng. Em ơi, bán mía cục nè. Các em ăn không? Mía cục có 2.000 đồng thôi em ơi. Đây, bán mía cục nè. Các em ăn đi. Ai, cảm ơn em. Em muốn ăn cái gì thì em lấy cái đó. Ai ăn nữa không? Trời, nó ngon lắm, em ơi, ngon lắm. 2.000. Ôi, xin cảm ơn. Ê, cảm ơn em. Chắc rất là nhiều. Và lấy được 7.000 đồng. Yeah. Để em bơm cho. Chị em bơm cho. Trời, cái này dễ mà. Thường bá xe, bơm xe này nhiêu tiền? Ngàn. Tiến Đạt ngoài việc ca hát, anh chàng còn được biết đến là một người cực mê đồ cổ. Và dĩ nhiên, việc sử dụng những vật dụng cổ đòi hỏi người chơi cũng phải mày mò, biết cách sửa chúng. Này thì bó tay, này thì bó tay. Sử dụng đất của mình. Anh kèo không anh? Hành trình 24 giờ đã gần kết thúc. Cả hai lữ khách đã đến lúc phải nói lời chia tay gia đình. Trời ơi, con cảm ơn cô rất nhiều. Còn cái này là con muốn biết cô ạ. Cô giữ sức khỏe tốt và cô luôn luôn hạnh phúc và có tiền rất là nhiều. Dạ, và con cảm ơn cô rất nhiều nha cô. Con cảm ơn hai bác tối hôm qua cho con ngủ nhờ. Sẵn đây cũng có một vài món quà.
của chương trình thì con gửi cho hai bác. Mốt con có dịp xuống đây con sẽ ghé thăm mọi người. Dạ, giờ con chào bác, con đi. Dạ. Dạ, cho con chào bác. Cho con gửi lời chào với em Út luôn. Dạ, dạ. Chào chú. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, mình giỏi. Dạ. Chúng ta hãy cùng xem lại những hình ảnh vô cùng dễ thương của cặp đôi Đình Tiến Đạt và Harry trong 24 giờ vừa qua. Những cảm xúc vui nhộn, mệt nhọc, ấn tượng, mới mẻ chắc chắn còn mãi theo chân họ trên những con đường trước mắt mỗi khi nghĩ về Lữ Khách 24 giờ. Mình chưa có viết là cũng hơi sợ, biết chuyện rồi xong đàng hoàng là không sợ. Rất là cảm ơn gia đình bởi vì trong cái thời buổi này thì việc mà xin ở trọ là rất là khó, nhưng mà gia đình vẫn tạo điều kiện cho Tiến Đạt được ngủ thì cảm thấy là cái lòng tin ở giữa gia đình và những người xung quanh vẫn còn rất là cao, cho nên là Tiến Đạt cảm thấy là đây là một hình ảnh rất là đẹp và hy vọng là chúng ta sẽ cố gắng phát huy những cái hình ảnh này. Đi làm ăn phương xa rồi có khi đi mái cài ngủ giữa đường giữa xa, ta cũng cho cơm ăn cho nhà ngủ gì đó, cái gì đó mình cũng trải qua cái đằng đẵng nhiều quá rồi, làm phước rồi để được cho con vậy không sao đâu. Con chân thành xin cảm ơn. Con cứ tưởng là hôm qua con phải ngủ ngoài đường, không ngờ là cô chú nhận cháu xong rồi con có thể ngủ được ở trong nhà. Mà chú vì con mà chú phải ngủ ngoài đường, con thì ngủ được trong phòng của chú. Không biết phải nói sao. Nói chung là con rất là cảm ơn chú, cô chú rất là nhiều. Ai cô ai đây? Chỉ có một ngày thôi mà sao già đi nhiều thế? Trẻ hơn mà. Em cắt đây. Biết cắt à? Em đó chuyên nghiệp nè, nhìn không thấy à? Chuyên nghiệp sao còn cái xanh này? Không, đó những khu đây nè, chuyên nghiệp nè. Chương trình này là chương trình thực tế. Không sắp xếp cho mình. Kêu tự gì? Tự làm. Ồ, tự xử, đúng rồi, phải tự xử. Nên rất là mệt mỏi. Nhưng mà những kinh nghiệm này là rất là giá trị, có giá trị với Harry. Nên Harry muốn anh gửi lại cảm ơn chương trình này rất nhiều. Xin chúc mừng Đinh Tiến Đạt giành được huy hiệu Lữ Khách 24 giờ. Rồi, treo cổ em nè. Em làm người mẫu chăng? À, kiểu gì cũng bị tịch thu. Tất nhiên, của em, của ông là của em, của anh cũng là của em mà. Rất vui khi được tham gia và trải nghiệm cùng với Lữ Khách 24 giờ. Xin hẹn gặp lại. Xin hẹn gặp lại. Chia tay cặp đôi dễ thương, chúng ta sẽ đến với một cặp đôi bạn thân vô cùng sôi nổi, MC Duy Hải và nữ ca sĩ Phương Vi. Họ cũng đã phải trải qua những thử thách, giờ khóc giờ cười. Hãy quay trở lại với chương trình vào chiều Chủ nhật tuần sau lúc 17:30 trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.